Bản tin COVID-19 sáng 6 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết, cả nước đã ghi nhận 4.009 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 2.563 bệnh nhân. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng hơn 112.000 bệnh nhân COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, chiếm khoảng 60% ca mắc COVID-19 cả nước kể từ đầu dịch. Hiện tổng số ca COVID-19 tại Việt Nam kể từ khi dịch bệnh xuất hiện là 189.066 bệnh nhân. Ngày 5 tháng 8, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh đã có văn bản hỏa tốc gửi Trung tâm cấp cứu 115, các bệnh viện trong và ngoài công lập, các bệnh viện điều trị COVID-19 và Trung tâm Y tế các quận huyện về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám và cấp cứu 24/7, khẩn trương đánh giá tình trạng người bệnh, sơ cấp cứu ban đầu. Các đơn vị đảm bảo trực 24/7, luôn mở cổng bệnh viện, sẵn sàng tiếp nhận khi người dân tự đến khám hoặc cấp cứu, đặc biệt vào ban đêm, tuyệt đối không vì thủ tục hành chính mà làm chậm trễ việc cấp cứu người bệnh. Tùy tình trạng người bệnh mà quyết định việc tiếp tục điều trị người bệnh tại đơn vị hay cần chuyển tuyến điều trị, không được yêu cầu người bệnh phải có xét nghiệm test nhanh hoặc real-time PCR dương tính với SARS-CoV-2 mới tiếp nhận. Ngoài ra, các bệnh viện cần chủ động bố trí thêm giường, băng ca, bình oxy dự trữ tại khu vực tiếp nhận và cấp cứu, đảm bảo không để người bệnh diễn biến nặng hơn do phải chờ đợi lâu. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai nội dung trên đến toàn thể nhân viên nhằm thực hiện hướng đến mục tiêu giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong, không để người bệnh tử vong tại nhà do chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.